tiếp nối thành công chuỗi hoạt động kết nối và phát triển nghe Việt Nam do Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông khởi xướng, hội nghị kết nối mở rộng thị trường ngành game Việt Nam với chủ đề Tầm nhìn mới cho game Việt đã diễn ra, quy tụ hơn 1.000 lượt tham dự từ các cơ quan tổ chức tham vấn, những nhà đầu tư trong và ngoài nước, các nhà phát triển game cũng như cộng đồng game thủ tại Việt Nam. Thông qua phần triển lãm ấn tượng về những dự án game tiềm năng và hàng loạt phần diễn thuyết đến từ các đại diện của những tổ chức uy tín, sự kiện đã mang đến những góc nhìn đa chiều và mở rộng hơn về ngành game tại thị trường Việt Nam. Thì định hướng thời gian tới của tụi con sẽ tập trung nhiều vào đối tượng trẻ, làm những cái sản phẩm làm tính tương tác cao hơn và phục vụ trọng chú trọng hơn thị trường Gen Z. Góp phần vào công cuộc giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam và toàn khu vực, những nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra nhiều phương thức giúp rác thải nhựa tiếp tục vòng đời mới một cách hữu ích hơn. Đây cũng là kim chỉ nam mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Tùng 2 hướng đến khi ứng dụng những nghiên cứu kỹ thuật vào việc sản xuất và cho ra mắt hàng loạt những sản phẩm từ nhựa tái chế như bàn, ghế, thùng rác. Đặc biệt trong số đó có thể kể đến dòng sản phẩm tranh nghệ thuật được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm tìm hiểu. Cụ thể, để làm ra một bức tranh nghệ thuật kích thước 0.8m x 1.6m sẽ cần 20kg nhựa tái chế. Đồng nghĩa với việc người tiêu dùng khi mua và trưng bày những bức tranh này đã giúp 20kg rác thải nhựa có thêm cơ hội góp ích cho đời. Định hướng sắp tới chúng tôi là sẽ mở rộng cái thị trường cả nước, cũng như là mong muốn đưa đến những cái sản phẩm đến cho người dân ở vùng sâu vùng xa sử dụng, để mà góp phần mà tuyên truyền cái công tác bảo vệ môi trường cũng như là sử dụng sản phẩm tái chế. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm gạch cao su của Thanh Tùng 2 cũng được tích cực sử dụng tại các trường mầm non hoặc các viện dưỡng lão, giúp hạn chế nguy hiểm khi các tình huống té ngã xảy ra. Tất cả đã thể hiện tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo, góp phần vào tiến trình phát triển bền vững của xã hội nói chung của doanh nghiệp Việt. Mang đến một sự lựa chọn mới cho người tiêu dùng Việt Nam. Trong phân khúc điện thoại thông minh tầm trung, dòng sản phẩm Redmi Note 12 được Xiaomi cho ra mắt với kỳ vọng có thể dẫn đầu phân khúc khi tập trung cải tiến hệ thống camera, thời lượng pin và tốc độ sạc. Tại sự kiện, Xiaomi cùng với đại sứ thương hiệu mới nhất của hãng, nam ca sĩ Mono, cũng đã lan tỏa niềm cảm hứng sống bậc chất đến các tín đồ công nghệ. Thì bản thân của em cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vinh dự khi mà mình được chọn làm đại diện thương hiệu cho dòng sản phẩm Redmi Note 12. Yeah. Và đương nhiên là em sẽ cố gắng rất là nhiều hơn nữa để cho đúng với lại cái sự kỳ vọng của người bạn của mình đã lựa chọn mình. Bộ đôi sản phẩm này sẽ được cho ra mắt thị trường Việt Nam thông qua các hệ thống bán lẻ hàng đầu và trên các sàn thương mại điện tử từ ngày 7 tháng 4. Đặc biệt từ nay cho đến hết ngày 16 tháng 4, khi mua các sản phẩm dòng Redmi Note 12 tại các hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động, người tiêu dùng sẽ nhận được nhiều quà tặng kèm ưu đãi. Nhằm tri ân những người dùng Samsung, đặc biệt là cộng đồng người dùng Galaxy Note, Samsung đã tổ chức buổi sự kiện Space 23 Note tiếp quyền năng với những hoạt động trải nghiệm, tương tác và cùng nhìn lại chặng đường phát triển đầy ý nghĩa của dòng Note từ phiên bản Galaxy Note đầu tiên. Tại sự kiện, Samsung đã ra mắt Note Privilege, tấm thẻ quyền năng dành cho người dùng Note với nhiều ưu đãi và đặc quyền trải nghiệm mua hàng. Bên cạnh đó, Samsung trao tặng hơn 10 tín đồ công nghệ dòng Note những chiếc thẻ đầu tiên như một món quà tri ân. Theo dòng Note cũng hơn 10 năm thì rất là bất ngờ khi mà nhận được một cái chiếc thẻ đen rất là quyền lực này từ Samsung Việt Nam. Thì hy vọng là nó sẽ có những cái đặc quyền đặc biệt để tự hào mình là một trong những cái Note fan lâu đời của Samsung. Đối với mình, một Note fan, thì mình vẫn hy vọng là một ngày nào đó cái dòng Note nó sẽ quay trở lại với một cái gì đó nó đột phá hơn. Tại vì thật sự là mình rất là yêu quý dòng Note, nó tạo cho mình một cái sự khác biệt với hồi xưa là cái màn hình to này và có một cái bút F Pen nữa. Nó tạo cho mình thật sự là một sự khác biệt rất là lớn. Và hiện tại thì cho tới như đây là Note 20 Ultra, có thể nói rằng rất nhiều những kỷ niệm đẹp và những trải nghiệm tuyệt vời cùng với cái kết đẹp của dòng Note. Thu hút nhiều tín đồ tham dự sự kiện nhất tại Space 23, có thể nói đến không gian trưng bày đầy đủ các thế hệ Galaxy Note từ chiếc Note đầu tiên. Tất cả mang đến cho các khách mời không gian trải nghiệm đầy màu sắc nhưng không kém phần hoài niệm. Không những vậy, có rất nhiều không gian cho khách mời thử thách khả năng chụp ảnh đêm của Galaxy S23 Ultra. Một lần nữa khẳng định siêu phẩm này hoàn toàn đủ sức để Note tiếp quyền năng của một thập kỷ công nghệ dòng Note.